Quý vị thật khó có thể tin được những hình ảnh vừa rồi lại xuất hiện dưới chân cầu Cái Răng, nơi mà du khách trong và ngoài nước vẫn thường xuyên qua lại trên tuyến sông này để tham quan chợ nổi, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Cần Thơ. Đến tham quan chợ nổi Cái Răng, nhiều du khách bày tỏ sự ngán ngẩm khi thấy cảnh người dân vô tư đổ ào những đống rác xuống sông Cần Thơ, nhiều nhất là tại vị trí bờ kè dưới chân cầu Cái Răng. Trong đó, lượng rác của các tiểu thương ở khu chợ này chiếm phần lớn và tồn đọng từ ngày này qua ngày khác. Còn tại vị trí bến tàu ở chợ nổi Cái Răng, nơi mà hàng ngày các ghe tàu vẫn neo đậu lên xuống bến bãi thường xuyên, rác vẫn bủa vây dưới nước. Là du khách lần đầu đến tham quan chợ nổi Cái Răng, ông Nguyễn Văn Ơn ngán ngẩm và cho rằng cần phải có biện pháp quyết liệt để xử lý những hành vi xả rác bừa bãi, kể cả với người dân địa phương và du khách. Đừng có đổ thừa mà cái người dân không, như khách du lịch của mình đi chơi cũng vẫn là đó, cơm hộp đồ này kia đó, tôi mới đi gì đây thôi, nó cũng tàn lan và nội đây nãy giờ nó cũng hầu nó cũng thối, nhưng mà có cái người mình biết phải làm sao giờ. Bây giờ là tất cả những rác thải nào bọc mũ hay này kia ở trên cái đường tiếng đường mà sông này nè, thì mình phải có cái chế độ, một là mình chế tài người ta, tôi kêu là phải để vô cái chỗ nào, còn nếu mình dục bừa bãi xong là bị có kỷ luật, vậy là có thể là nó nhà nước mới làm được, còn mình thiên mình nói không được đâu. Tại vì người dân á, thí dụ như bây giờ tôi nói cô nghe, có nghĩa là tôi khách quan tôi nói thì cũng như không à, nhưng mà nhà nước chế tài thì có thể được. Chợ nổi Cái Răng không chỉ phục vụ giao thương hàng hóa mà còn là điểm du lịch vàng thu hút du khách khi đến với thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, thời gian qua, điểm du lịch sông nước nổi tiếng này đã không ít lần bị mất điểm trong mắt du khách, khiến họ quay xe phản ứng bởi vì tình trạng rác thải quá ô nhiễm.